Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel mình Kitten Mèo Ven. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay những video về mèo và mèo Moon, mèo Min và những bé mèo con. Và đây là cái không gian mà mình đã setup cho các bạn, để là một cái không gian để các bạn chơi ở trong phòng khách. Cùng có một tấm rác giường, một tấm cào móng, một con gấu và những đồ chơi. Ngoài ra mình làm lót một cái chậu bông ở đây để cho những bạn mèo bạn ấy được chơi ở đây. Đây là mèo Moon. Đây chính là mèo Moon nhé. Để muốn lên cho bé mèo con bú. Em ơi, đây là con của lá két này. Mình sẽ đi quay vào một lá két này. Đúng với cái tên của lá két, cái màu lông của nó màu đen xi. Khi mà bé nữa, đó là bé Tuxedo. Một mẹ rất là đáng yêu. Đàn nhà bé Moon nhà mình thì sinh được 4 bạn mèo con. 4 bạn mèo đen. Đúng 29 Tết năm 2023. Các bạn này bước ở trên cái tấm rác giường này có vẻ như hay bị trượt chân trong cái khe đó. Đó, các bạn black cat này bạn ấy mặt bạn đen thế rồi. Đây là Moon đang cho hai bạn mèo con bú.